Hôm nay giới thiệu với các chú các bác một mẫu nhà thờ họ rất đẹp ở Quảng Trị. Đây là phối cảnh mặt trước của nhà thờ. Nhà thờ gồm hai mái và cổ. Phần móng của nhà thờ xây khá cao để cho cao hơn nền đường phía trước. Mặt trước là hai trụ chính. Nhà thờ này xây dựng theo kiểu ba gian hai trái, phổ biến ở miền Trung. Phía giữa là ba ô thông thủy và hai bên thì vẽ hai bức tranh Long Hổ Tranh Hùng. Đây là mặt trước của nhà thờ. Các chi tiết trang trí phù điêu, rồng phượng lân, hoa lá, chữ đều được ốp bằng sành sứ ve chai nên rất bền vững. Đây là tam cấp lên của nhà thờ. Do móng quá cao nên phải bố trí tam cấp phụ. Phần ba cấp ở dưới, tương lai người ta thi công giai đoạn 2, làm nền sân tường rào cổng sẽ lấp đi. Đây là gần với bức tranh con hổ. Các bạn xem video thấy bổ ích thì vui lòng nhấn đăng ký và like, comment ủng hộ mình nhé. Hôm nay họ tộc đang họp mặt đầu xuân theo văn hóa ở Bình Trị Thiên. Đầu xuân người ta hay đi tảo mộ và họp mặt nhà thờ mong một Tết. Phía bên phải là bức tranh cá chép hóa rồng, có một ô trống để trồng cây xanh nhưng chưa thấy cây mọc. Hai bên tam cấp thì có hai con kỳ lân chồm xuống ốp bằng sứ màu da lươn, tuy nhiên mức độ hoàn thiện chưa được đẹp lắm. Gần hơn với hòa tiết rồng leo, nền của hòa tiết rồng leo được ốp bằng ve chai màu nâu, cơ bản là không phải bảo trì một lần nào nữa, là một lần duy nhất. Gần hơn với cái đầu rồng, nền trụ màu nâu, vảy rồng màu da lươn. Đây là phần phía trong của nhà thờ. Ba gian là ba bức bàn thờ. Bàn thờ được vẽ phía đế được làm bằng bê tông. Chân quỳ phía trước được đắp phù điêu bằng xi măng. Cái thi công này tiết kiệm được chi phí. Một số nhà thờ có điều kiện thì ba bức bàn thờ này đều được làm bằng gỗ đẹp hơn, nhưng nhà thờ này thì đi theo phương án tiết kiệm chi phí. Phần nhà thờ rộng 70 m², kinh phí đầu tư cho nhà thờ này là 1,4 tỷ toàn bộ chi phí. Đây là phía dưới nhìn lên, mái thì đổ bê tông, cả các đường vân giả gỗ, nhưng mà
chỉ sơn một màu gỗ thôi, không có tiền để, không có chi kinh phí để nhà gỗ. Ba bức hoa văn cũng được khảm sần sứ, góc các cột thì có họa tiết con dơi. Hai trụ lắp hai câu đối bằng gỗ, chạm trổ trên gỗ. Chân quỳ mặt trước của bàn thờ. Chạm trổ chữ thọ trên nền màu đỏ. Trước ba cửa chính cũng được treo ba bức phù điêu khảm ve chai. Đây là phù điêu rồng châu bản nguyệt. Các bạn xem video thấy bổ ích thì vui lòng nhấn đăng ký và like, comment ủng hộ mình nhé. Phía bên trái là bức tranh con hổ, có một bức khung gỗ ghi ngày khởi công và ngày hoàn thành. Nhà thờ này xây vào năm 2012, đến nay đã được 7 năm. Hơn 7 năm nhưng cả họa tiết còn rất mới. Phía trước nhìn lên cũng được lắp 3 bức cuốn thư bằng chữ Hán. Giữa các trụ cũng gắn các bộ khung lụa. Kiến trúc này rất phổ biến ở khu vực miền Trung, Bình Trị Thiên. Mẫu này rất đáng tham khảo. Tổng chi phí cho nhà thờ 70m² là 1 tỷ 3 đến 1 tỷ 4. Gần hơn với đây là hoa văn ở mái đầu đao, là bộ tử linh long lân quy phụng. Miền Trung, kiến trúc ở miền Trung rất ưa chuộng khảm sần sứ, đặc biệt là các họa tiết ở ngoài trời, bởi vì sẽ không phải mất chi phí bảo trì một lần nào nữa. Đây là bức tranh cá chép hóa rồng, con rồng có vảy bằng ve chai màu xanh. Nhìn phía bên hông của nhà thờ có cửa sổ hình chữ thọ, phía dưới mái được gắn các họa tiết con sơn giả. Dạ.